Một buổi tối thứ ba lại đến, chúng ta lại cùng đồng hành cùng với nhau. Tôi là Nguyên Khang đến từ chương trình Chơi Phải Thắng, chương trình do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện với sự đồng hành của Thép Hòa Phát. 21 giờ tối thứ ba là lúc mà chúng ta set cái hẹn cùng với nhau. Và nếu mà quý vị chưa kịp gặp chúng tôi vào tối thứ ba thì hôm sau lúc 13 giờ trên truyền hình Vĩnh Long 2. Thưa quý vị, đến với chương trình này rất nhiều tràng cười thú vị thông qua phần thi tài về kiến thức của những nghệ sĩ. Nhưng động lại sau đó sẽ có những nốt trầm, đó là những câu chuyện cảm xúc của những nhân vật kể về cuộc đời mình. Và rồi sau những nốt trầm ấy, họ lại vỡ òa trong nước mắt, trong hạnh phúc khi nhận được những món quà từ những nghệ sĩ của chúng tôi. Hạnh phúc là cho đi, hạnh phúc là sẻ chia, hạnh phúc là trao gửi. Trước khi đến với ba phòng thi, hãy cùng chào đón hai người mà Nguyên Khang rất là yêu mến. Hãy cùng chào đón trên sân khấu diễn viên Tường Vi và diễn viên Lê Khánh. Lê Khánh, một trong những diễn viên kịch mà Nguyên Khang rất là hâm mộ. Ngày xưa là Lê Khánh diễn cái vở Người Đàn Bà Không Ngủ. Nguyên cái vở đó là Lê Khánh phải gào thét rồi bị nhốt trong cái căn nhà đó để diễn mà hay dễ sợ. Cảm ơn Nguyên Khang. Phải nói là lâu lắm rồi thì chúng ta mới gặp lại nhau trong một cái chương trình, và đặc biệt là một chương trình ý nghĩa như chương trình là Chơi Phải Thắng nữa. Đúng rồi. Rất là ít tham gia game show là bởi vì thấy mình không có phù hợp với cái lĩnh vực này. Nhưng mà với chương trình này thì Khánh và Vi đã quyết định là hai chị em sẽ xuất hiện để đem đến những cái kỷ niệm cũng như là niềm vui cho nhân vật của chúng ta ngày hôm nay ạ. Tuyệt vời. Còn với Tường Vi cũng giống như là chị Lê Khánh á, khi mà em nghe được cái mục đích của chương trình của mình á thì Vi cũng cảm thấy là thứ nhất là mình cũng có thể đem đến niềm vui cho khán giả, và bên cạnh đó mình cũng mang đến một cái điều ý nghĩa cho một nhân vật của chương trình, thì việc gì mà mình không tham gia. Đúng rồi. Và thêm một cái nữa, khi mà biết khách mời luôn là một bà chị thân thiết của mình thì trời đất ơi, chưa bao giờ thấy chị Khánh tham gia game show, cho nên hôm nay chị Khánh tham gia game show thì phải đi chơi liền mới được. Chơi liền. Mới được. Mà hai chị em là diễn chung sân khấu kịch Ida Cáp cho nên là chắc chắn là cũng hiểu nhau đúng không? Ngày hôm nay hai chị em sẽ xong kiếm hộp bích như thế nào, giành được giải thưởng bao nhiêu, càng nhiều giải thưởng càng tốt nha. Mời hai chị em qua đây. Hãy cùng tìm hiểu xem nhân vật là ai và câu chuyện về hoàn cảnh số phận của nhân vật của chúng ta như thế nào. Xin mời. Em xin chào tất cả mọi người. Em tên Trần Văn Toàn. Hiện tại em đang ở ấp 2 xã Sơn Phú Thượng. Hôm nay em xin phép kể cho mọi người nghe về một người rất là đặc biệt, rất là ý nghĩa trong cuộc đời của em. Đó chính là mẹ em. Mẹ em tên Võ Thị Thu. Hiện tại thì mẹ em đã 54 tuổi rồi, đã nửa đời người rồi, nhưng mà từ trước tới giờ chưa một ngày được thảnh thơi. Mẹ em sinh được 4 người con. Anh hai của em thì bị bệnh ruột thòng với lại thoát vị bạn, cần một kinh phí cũng khá là cao để điều trị. Chị ba em thì chung là giống như đứa nít 2-3 tuổi vậy. Vui thì nằm cười giỡn này nọ, còn buồn thì nằm quay mặt vô trong góc tường. Còn anh Tư của em thì bị bệnh ung thư, mất cách đây cũng khoảng được 6 năm rồi. Em trước đây thì em học trường đại học thể dục thể thao. Do điều kiện kinh tế cũng khó khăn quá cho nên em cũng xin bỏ luôn thời gian để bươn chải xoay sở phụ giúp gia đình. Buồn quá, nhiều khi muốn chết mà em nghĩ ra chết rồi bỏ con mình ai nuôi. Thầu cả nhìn nhắm mắt đưa chân ra ráng nuôi con tới đầu hai tới đó. Em biết là cái bệnh đau nhức đó của mẹ em rất là nặng. Nhưng mà mỗi khi mà em hỏi tới thì mẹ đều nói là không sao. Mẹ em thì hàng ngày phải dậy sớm
Thì mua bán về chai. Hai ve chai bán hơn. Hai có ve chai bán hơn. Thì đối với mọi người là cái tiếng rau đó cũng chỉ là cái tiếng rau về chai bình thường thôi. Nhưng mà đối với em cái tiếng rau đó em cảm thấy rất là xúc động. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Mưa gió cũng ráng đi nữa chứ không dám nghỉ, hả, nghỉ một ngày là về không có tiền mua thuốc. Ba ngày nay á, cô cái chân cô nó đau sốt rồi cô nghỉ. Trong mình cô giờ cô kiếm được không tới 1.000, cô nói thiệt luôn á. Hình ảnh của mẹ em lúc mà lượm những cái chai lọ đó, những cái đồ bỏ của người ta, đó là thật sự là cái nỗi ám ảnh trong đầu của em. Cảm thấy mình rất là bất lực vì chưa kiếm được nhiều tiền. Chung là đi làm nhưng mà đa phần là mẹ lo hết. Đối với em thì có mình mẹ là được. Từ lúc mà em mới sinh ra thì em cũng chưa biết mặt ba mình là ai. Rồi ông mới nói là thôi giờ tới đây mình cũng hết duyên hết nợ rồi, thôi giờ tôi không có làm gì được để mà tôi lo cho con cái phụ. Thôi giờ đường ai nấy đi. Cái chuyện tình cảm thì do duyên nợ thôi. Hết nợ thì tự cắt buông chứ mình không có chắc được cái chuyện đó được. Mẹ em là một người phụ nữ luôn tạo cảm hứng, tạo sự nỗ lực cho em trong cái cuộc sống này. Mẹ ơi, mẹ cực khổ nhiều rồi. Tương lai này để cho con lo cho mẹ nha. Mẹ ơi, sông biển dạt dào, con sâu gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cái câu chuyện này chắc là gợi lên rất là nhiều suy nghĩ và cảm xúc đối với chúng ta. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người phụ nữ trong câu chuyện này và cùng với lại người con trai út trong cái đoạn video clip này. Xin mời hai mẹ con lên sân khấu. Nhưng em thấy là cô đi đứng hơi khó con nè, cái chân của cô bị lâu chưa? Bị thối quá khớp này 3 năm. Mình đi bán về chai nhiều cho nên bị thoái hóa hay do một cái chấn thương té nào? Đi bán trời mưa trợt á, bị té. Sao không đi khám? Có đi khám, cũng tốn tiền nhiều lắm rồi, nhờ bác sĩ kêu mổ. Nhưng mà mổ tốn tiền lắm, giờ nhiều khi nhà giờ hai đứa con đang nằm bệnh, đứa mổ, đứa bại liệt rồi, còn mổ nữa rồi đâu có ai lo. Có nghĩa là không có dám mổ, tại vì mổ rồi không ai lo cho hai đứa con kia. Trong bốn người của gia đình, một người thì đã ra đi rồi, em là cái người duy nhất mà với cá nhân anh nghĩ là có thể đồng hành và lo lắng được cho mẹ nhất. Hàng ngày thấy mẹ đi làm cái công việc nhặt ve chai như vậy á, thì em đã làm gì để đỡ được mẹ? Mấy cái ngày mà em được ốp á thì em đi theo mẹ phụ. Mẹ đi tới chỗ nào em đi theo đó, chở đồ phụ mẹ. Em làm công việc gì? Em hiện tại làm nhân viên bán hàng. Vâng. Với Lê Khánh và Tường Vi, với câu chuyện của nhân vật này thì hai người suy nghĩ như thế nào, có thể chia sẻ được không ạ? Giống như hồi nãy Vi nghĩ là không phải chỉ riêng Vi mà với tất cả khán giả ở đây, khi mà lắng nghe được câu chuyện của cô cũng như là của em thì thực sự là cũng rất là ngẹn ngào. Tự nhiên bây giờ nói thiệt là Vi cảm thấy áp lực á, mình muốn làm như thế nào để mình có thể cái phần quà mà nó nhiều nhất có thể, hy vọng là có thể đỡ đần được cho cô. Là một người mẹ thì chắc là Khánh cũng hiểu cái tâm trạng của một người mẹ. Khánh có thể chia sẻ một chút cái cảm xúc được. Con chào cô, chị chào em. Con không nghĩ là một người mẹ nhỏ con như vậy mà tình yêu thương quá to lớn. Và với tình yêu đó thì người mẹ có thể làm tất cả vì con của mình. Cuộc đời của cô đến thời điểm này thì chưa có ngày nào cô được nghỉ ngơi. Cô chưa có ngày nào là một ngày vui thật sự, bởi vì gánh nặng của cô vẫn còn quá nhiều. Và nhất là với những đứa con không được khỏe mạnh của cô, áp lực dành cho em Toàn cũng rất là lớn. Em đã trưởng thành rồi thì chắc chắn em sẽ phải san sẻ gánh nặng đó với mẹ của mình. Trước khi chơi thì Khánh xin được trích
20 triệu từ tiền của mình để tặng cho gia đình cô Thu, để cô Thu có được cái kinh phí để mua thuốc và để cho cô có được những cái bữa ăn ngon hơn cho con của mình. Thì con xin được gửi đến gia đình cô 20 triệu từ tiền của con ạ. Thưa quý vị, đây là nhân vật đầu tiên của chúng ta chưa chơi mà đã lấy tiền túi của mình ra để tặng cho nhân vật rồi. Cô Thu ơi, mình có được cái món quà rồi. Có bao giờ mà mình nghĩ là mình có được một số tiền như vậy trong cuộc đời bao giờ chưa? Đây là cũng gần hơn nửa cuộc đời đó, tôi chưa khi nào cầm được một số tiền mà 20 triệu. Dạ. Cho nên bây giờ cũng biết nhất. Dạ, con chúc cho gia đình cô sẽ sớm qua được những giai đoạn khó khăn, sẽ có những cái tương lai nó tốt đẹp hơn. Cảm ơn diễn viên Lê Khánh và món quà này. Cảm ơn cô Thu và cảm ơn em trai. Mời chúng ta sẽ cùng về chỗ để theo dõi cái chương trình này. Đối với là gia đình. Dạ, dạ cô giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ, không sao ạ. Dạ. Mời cô có thể xuống dưới để tiếp tục theo dõi. Đi từ từ. Tôi thấy Lê Khánh giống như bà Tiên vậy. Chưa gì, chưa thi gì hết mà móc quà ra gửi tặng. Khánh không dám nhận Khánh là bà Tiên đâu, nhưng mà Khánh nghĩ là khi mình có được một ít thì mình san sẻ cho những người khó khăn hơn thì cuộc sống nó sẽ trọn vẹn hơn. Khánh chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi à. Chưa biết là như thế nào là có một cái món quà rồi. Bây giờ còn lại là hai chị em phải cố gắng nhiều hơn nữa để chúng ta nhận quà nhiều hơn nữa để dành tặng cho cô Thu nha. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với sự sôi nổi của chương trình. Mời quý vị sẽ cùng đến với vòng 1 của chương trình Chơi Phải Thắng. Vòng 1 sẽ có 4 ô. Đằng sau mỗi ô số có một câu hỏi tương ứng hai sự lựa chọn A và B. Trả lời đúng thì chúng ta sẽ được cộng cái số điểm mà chúng ta quay được. Trả lời sai sẽ được trừ đi cái số điểm mà chúng ta quay. Ô số của chúng ta trả lời đúng sẽ được mở ra. Trả lời không đúng thôi thành một ô đen. Trên cái ô xoay này sẽ có 2 ô 500 ngàn, 3 ô 1 triệu, 3 ô 1 triệu rưỡi và 2 ô 2 triệu. Kết thúc 4 ô, các bạn nhìn vào một bức tranh đã được xáo trộn một cách ngẫu nhiên. 5 giây để đưa ra câu trả lời đó là hình ảnh gì, và sẽ nhận thêm 500 ngàn nữa nếu trả lời đúng. Cái này nó nghe lời anh lắm. Đọc cái câu thần chú là anh Khang đẹp trai là tự động nó vô 2 triệu. Chút nữa em đứng em quay thử đi là nó vô liền nữa. Dạ. Cho nên là nếu như không vô 2 triệu thì là sao lúc không anh Khang bù vô, anh Khang bù vô, anh Khang bù vô, đúng không? Không. Anh Khang bù vô, anh Khang bù vô. Trời ơi, bù cái gì? Cái lúc đó là tại vì sao? Mình đọc không có thành khẩn. Mình đọc không thành khẩn nó mới vô 1,5 triệu hay 1 triệu. Thử, em sẽ thử. Cho hỏi hai quý cô là chúng ta giỏi về lĩnh vực nào? Toàn phần, toàn phần. Wow. Nếu như mà chúng ta nói chúng ta giỏi môn văn á thì không ai hỏi mình về văn đâu em. Đúng không? Mình cứ nói giỏi toàn phần đi. Cô khá lắm, cô khá lắm, cô khá lắm. Tôi sẽ cho chủ đề toàn phần. Câu được ước thấy chủ đề toàn phần trong đây rồi. Xin mời hai quý cô chọn số đầu tiên. Đầu xuôi đuôi lọt đi ha. Số 1 đi em. Số 1. Vâng. 20 giây dành cho hai chị em. Tháp bút trong bài thơ rủ nhau xem cảnh kiếm hồ nằm ở đâu? A Hà Nội, B Hải Dương. Cảnh kiếm hồ. Kiếm hồ. Kiếm hồ. Kiếm hồ. Là Hà Nội. Hồ gì? Hoàng Kiếm, Hoàng Kiếm. Hà Nội. Hà Nội. Hà Nội đi em, Hà Nội đi. Ủa là sao? Về để làm gì anh? À không, chỉ cần trả lời thôi cái cục đó. Hà Nội, Hà Nội. Hà Nội. Hà Nội. Giờ rồi Hà Nội. A Hà Nội. Tưởng lần này mình chơi game. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chưa thấy gì nha mọi người. Chúng ta sẽ cùng đến với đáp án của chương trình. Có phải là Hà Nội hay không? Chính là Hà Nội. Mời hai chị em ra đây quay số. Em nha, em đi. Rồi. Vâng. Ra đây. Cố lên Vy. 2 3. Anh Khang đẹp trai, anh Khang đẹp trai, anh Khang đẹp trai, anh Khang đẹp trai. Nó mà không 2 triệu nha. Anh Khang đẹp trai, anh Khang đẹp trai, anh Khang đẹp trai. Anh ơi, anh không đủ đẹp như nó nghĩ. Không ai, tại vì em không thành khẩn. Em đọc tới cái câu anh Khang đẹp trai tới lần thứ 3 là em buông xuôi rồi. Trong khi rõ ràng là chúng ta phải đọc và truyền năng lượng cho nó. Em thấy không, nếu mà em tí xíu nữa lên 2 triệu rồi, thấy không? Rõ ràng con bé nó dừng không. Ở nửa lưng Trường Xuân mà. Anh chỉ đẹp phân nửa cái lời em nói thôi. Bởi vậy nó chỉ cho em được 1 triệu thôi anh à. Đúng rồi. Số tiền của các bạn có được là 1 triệu đồng. Xin chúc mừng. Bây giờ hãy mở ô số 1, mở. Trời ơi, chương trình chưa hỏi gì mà mình cảm thấy là mình có luôn 500 ngàn rồi. 2, 3, 4, chọn số mấy?
Số 2 luôn, thứ tự luôn. 20 giây bắt đầu. Ai là vị tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ? A. Donald Trump. B. Barack Obama. Barack Obama. Em không nhớ con số chính xác, nhưng mà tại vì vừa rồi nói đi nói lại rất là nhiều về... Ủa em trả lời rồi mà sao còn đếm? Thì em trả lời đếm. Rồi. Chị vẫn đếm. Chị vẫn đếm. Anh nhận ghi nhận cái đáp án đó của em rồi, em bình tĩnh nè. Em mới mất bình tĩnh nè. Barack Obama anh nhận rồi mà. Anh đó, nói gì đâu. Ừ. Em vừa nói xong mà chương trình đừng có cái dây đó làm em bị ngợp. Hồi nãy em đã áp lực rồi, bây giờ là em đang trong cái trạng thái hơi mất bình tĩnh nha. Ông đã từng đến Việt Nam. Mà đến đâu các bạn biết không? Đến Hà Nội. Ăn món gì biết không? Bún chả. Và uống trà đá. Uống một loại nước nào đó đã khác. Ông uống bia Hà Nội. À. Đâu uống trà đá. Ôi ơi. Em sợ bác xỉn nên em chuyển qua trà đá. Chị ra trà đá. Dạ. Barack Obama có phải là đáp án chính xác hay không? Chính xác. Wow. Xin chào mừng. Wow. Chị quay kìa chị. Ok ok. Cô chị đọc thần chú MC Nguyên Khang đẹp trai là nó ra tới 2 triệu. Dạ. 3, 2, 1, quay. Trời. Thấy chưa? Chị không, em không hề đọc không một cái đọc. Gì luôn. Trời em thấy chưa? Chị em không hề đọc một cái gì luôn. Rồi. Thấy nhưng chưa? Mà trong đầu của chị em suy nghĩ về cái điều luôn. Chị Khánh nói vậy nè. Không bao giờ được nghĩ Khang đẹp trai, không bao giờ được nghĩ Khang đẹp trai. Thì đẹp cái này khi ra 2 triệu. Đúng là nói là suy nghĩ của Khánh là đúng. Đúng vậy. Cảm ơn nha, 2 triệu đi về. Giận hết sức. Vậy là hợp lý chị à. Bỏ cái câu thần chú đó đi nha. Em sai lầm vì một cái sự mê muội mà mất 1 triệu bạc. Đau. Chúng ta có được 3 triệu. Xin chúc mừng. Rồi, ở số 2 mở. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu số 3. 20 giây bắt đầu. Loại thực phẩm dạng sợi tròn, trắng mềm, được làm từ bột gạo tẻ, tạo sợi qua khuôn và được luộc chín trong nước sôi là gì? A. Bún. B. Phở. Bún. Chúng tôi đã ghi nhận đáp án của các bạn. Xem bún có phải là đáp án chính xác hay không? Bún. Chính xác. Wow. Rồi nè, cô bé ra đây, quay nè. Quay hả? Ừ. Chị đã có 3 triệu rồi đó. Em thử tin ổng một lần nữa, em không được 2 triệu hay không? Chị nghĩ vậy em nên tin không? Tin đi. Tin đi ha, sống phải có niềm tin đúng không? Rồi. Ít ra mình để cho người ta ảo tưởng một chút. Đúng rồi. Có tâm một chút nha. Phải có tâm mới được chứng nha. 1, 2, 3, quay. Quay. Tập trung vô nè, coi thường chú nè. 1 triệu rưỡi. Anh vẫn không đẹp trai đủ 2 triệu. Anh vẫn không đẹp trai đủ 2 triệu. Nhưng mà mức độ đẹp tăng dần lên rồi cưng. Và như vậy số tiền của chúng ta có được từ hai chị em đó chính là 4 triệu rưỡi. Vâng. Hình ảnh của chúng tôi chính là... Ồ, dễ đâu. Các bạn đi đến Hà Nội là các bạn sẽ kể một loạt bún. Ví dụ như là bún thang, bún chả. Bún ngang. Bún mọc. Bún ốc riêu cua. Rất là nhiều bún khác nhau. Cho nên là đây là một món ăn khá là phổ biến. Và chúng ta chúc mừng hai cô gái đã có được 3 đáp án chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ô số 4 là ô cuối cùng. 20 giây bắt đầu. Quyển sách Hà Nội 36 phố phường là tập tùy bút đầu tiên của Thạch Lam viết về Hà Nội với chủ đề gì? A. Ẩm thực. B. Danh lam thắng cảnh. 36 phố phường chắc danh lam thắng cảnh đó chứ ha. Nói như vậy thì không hỏi mình đâu. Chứ ẩm thực không đúng đó. 36, em nghĩ là danh lam thắng cảnh ạ. Dạ, không ạ, ẩm thực. Rất hất hại. Đáp án cuối cùng là ẩm thực. Em có đồng ý không? Em vừa mới đưa danh lam thắng cảnh. Dạ chị, anh thấy chị em ngời ngời khí thế vậy em dám nói không hay sao? Tại vì chị suy nghĩ lại rồi, tại vì thường những câu hỏi như vậy là lắc léo. Nếu như mà hỏi về 36 phố phường mà hỏi về danh lam thắng cảnh luôn á thì nó rất là đơn giản. Đáp án của chúng tôi chính là ẩm thực. Yeah. Trời đất ơi. Yeah. Ôi may nha, may mà kịp bà ré lên không. Chứ không mà bà trả lời có cái là con em là bị đổ thừa rồi. Mình quá. Hai chị em ra đây quay số. Nguyên Khang tốt bụng. Vô. Đâu rồi? 1 triệu rồi. Trời ơi. Ok, cũng ok, được rồi, có được rồi, có được rồi. Tốt bụng. Được rồi. Chúng ta có được 6 triệu, xin chúc mừng. Ô số 4, xin mời mở ra. Vậy bún nha, nếu chúng ta trả lời được câu hỏi của chúng tôi liên quan đến hình nền này, chúng ta được cộng 500 ngàn. Hình ảnh trên màn hình thể hiện món ăn nào? 5 giây, bắt đầu. Bún chả Hà Nội. Bún chả Hà Nội, trời ơi quá dễ.
chính xác, xin chúc mừng. Một sự khởi đầu không thể hoàn hảo hơn. Cả hai đã ghi được điểm số là 6.500.000 đồng. Mời quý vị cùng bước đến với vòng 2 của chương trình Chơi Phải Thắng. Chúng ta có hai hình thức. Một là chọn gửi tiền vào ngân hàng, và hai là không gửi tiền vào ngân hàng. Đây chính là ngân hàng giả định của chúng tôi trong chương trình. Nếu như chúng ta chọn gửi tiền vào ngân hàng, chúng ta sẽ bảo toàn được cái số tiền của mình, đồng thời chúng ta lại có thêm tiền lãi từ ngân hàng. Có 6 câu và chúng tôi sẽ chia ra làm 2 đợt với 3 câu hỏi đầu tiên. Nếu trả lời đúng hơn 3 câu thì sẽ được cộng 20% lãi suất. Nếu chỉ trả lời đúng 2 câu thì chỉ được cộng 15% lãi suất của số tiền gửi. Trả lời đúng 1 câu sẽ được 10%. Với 3 câu hỏi tiếp theo, lãi suất sẽ được tăng lên 30% nếu trả lời đúng 3 câu. 2 câu 20% và 1 câu sẽ là 10%. Không chọn ngân hàng thì điều gì sẽ xảy ra? Trả lời đúng sẽ được cộng 1.500.000. Nếu trả lời sai, quay trúng ô nào bị trừ số tiền ô đó. Vòng quay của chúng ta sẽ có 2 ô 500.000, 3 ô 1 triệu, 2 ô 1.500.000, 1 ô 2 triệu, 1 ô bảo toàn, 1 ô chia đôi. Vòng 2 lựa chọn gửi vào ngân hàng hoặc không gửi vào ngân hàng, nó sẽ ảnh hưởng tiếp với vòng 3. Đã gửi thì phải tiếp tục gửi, đã không gửi thì sẽ không được gửi nữa. Nếu như các bạn lựa chọn thay đổi sẽ mất đi phí dịch vụ. Trả lời đúng bức tranh đã được xáo trộn một cách ngẫu nhiên được cộng thêm 1.000.000. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án gửi tiền vào ngân hàng hay không gửi tiền vào ngân hàng. Hay là mình ăn chắc mặt bền, mình gửi tiền. Chị thấy làm sao? Như vậy thì tiền lãi sẽ không được nhiều như mình mong muốn. Đúng. Xin phép cô Thu với lại em Toàn, Khánh mong muốn là mình sẽ không gửi tiền ngân hàng để mình có thể có được cái tiền từ những câu trả lời đúng. Thì hai mẹ con có đồng ý cho cái dự định đó không ạ? Dạ. Theo các bạn khán giả là bây giờ nên gửi tiền hay không gửi tiền? Không gửi tiền đúng không? Không gửi. Không gửi tiền. Chơi tới luôn á. 3, 2, 1. Vâng, không gửi tiền vào ngân hàng. 6 câu hỏi trên màn hình. Ô số mấy, xin mời. Hồi nãy mình đi từ số 1, bây giờ mình đi từ dưới lên chị ha. Đồng ý. Vậy số 6 đi. Chọn. Sân vận động không chỉ tổ chức bóng đá mà còn tổ chức giải đua xe mô tô. A. Sân vận động Cần Thơ. B. Sân vận động Lạch Tray Hải Phòng. C. Sân vận động Đồng Nai. D. Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Hết. Mỹ Đình là hình như không phải. Mỹ Đình là đá banh. Đồng Nai thì em cũng chưa bao giờ nghe người ta xuống Đồng Nai mà có cái tổ chức mô tô. Hải Phòng thì Hải Phòng em không biết nha. Chị chỉ biết là Cần Thơ là sân vận động lớn nhất Việt Nam mình thôi. Thì chị nghĩ là những cái yếu tố đó thì chị nó nghĩ gặp là lại Cần Thơ. Đáp án của bạn Cần Thơ, Cần Thơ, Cần Thơ, Cần Thơ. Hai chị em suy nghĩ đến những giây cuối cùng. Đáp án Cần Thơ có đúng hay không? Sân vận động Cần Thơ. Thưa quý vị, cảm xúc của Lê Khánh như vỡ òa ra sau khi thấy chữ sân vận động Cần Thơ. Dạ, đúng rất không? Là hồi hộp ạ. Rất là hồi hộp. Các bạn được cộng 1.500.000. Tổng điểm chúng ta có được là 8.000.000. Xin chúc mừng. Ô số 6, mở. Con này có gì? Chưa đoán được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ô tiếp theo. Dạ, 5. 20 giây bắt đầu. Kiến sẽ làm gì khi đồng loại chết trong tổ? A. Chúng ăn con chết. B. Khiêng con chết ra khỏi tổ. C. Tổ chức mai táng cho con chết. Và D. Chết nơi nào chôn nơi đó. Hết. À, khiêng chị. Bình thường chị hay thấy mấy con đàn kiến nó khiêng không? Em thấy rồi đó. Khiêng hả? Khiêng. Không khiêng. Khiêng hả? Khiêng. Khiêng. Em đã từng thấy vậy, em ngồi em còn nhìn vậy nữa nè. Rồi chốt khiêng. À, khiêng đúng không? Dạ. Kiến rất là sạch sẽ đó, cho nên là trong hang mà có một cái mùi mà nó không sạch sẽ thì nó sẽ làm vệ sinh khiên, đi ra ngoài. Tại vì đó sống tập thể mà, hợp lý. Cho nên là nếu đáp án sai là chương trình nên xem lại đi chứ, tụi tôi trả lời đúng rồi đó. Cái đáp án rất là thú vị. Tổ chức mai táng cho con chết. Thật là thú vị nha. Kiến nó có luôn động tác là mai táng cho con chết. Anh đang nghĩ là nếu mai táng rồi nó làm gì? Nó đào huyệt chôn xong nó thắp nhang sao? Còn cái câu này nó cũng khá là phù hợp. Chết nơi nào chôn nơi đó. Cũng hay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem coi câu số 5 có phải là đáp án chính xác hay không. Đáp án đó chính là khi con chết ra khỏi thở. Xin chúc mừng.
kiến là loài vật có cuộc sống khá là vệ sinh. Chúng ta có được 1,5 triệu, tổng số tiền của chúng ta có là 9.500.000 đồng. Xin chúc mừng. Xin mở ô số 5. Mở. Tiếp theo, hai chị em. Dạ, số 4 ạ. Câu hỏi liên quan đến địa lý. 20 giây bắt đầu. Quốc gia nào có nhiều thủ đô nhất thế giới? A. Nam Phi. B. Bờ biển Nga. C. Sri Lanka. Và D. Nam Sudan. Cái gì? Nước gì lạ quá không vậy? Em nghĩ là Nam Phi á. Chị cũng nghĩ vậy. Dạ. Chị cũng nghĩ vậy, cũng nghĩ là Nam Phi á. Tại vì những cái nước kia chị thấy lạ quá. Ủa, nước lạ không thể có nhiều thủ đô à? Thì cho nên mình bám vào cái điểm quen đi. Nam Phi nha Cường. Nam Phi, dạ, Nam Phi. Vâng, thưa quý vị, các bạn ấy đã đưa ra đáp án là Nam Phi là đáp án A. Và Nam Phi có phải là đáp án chính xác hay không? Đáp án của chúng ta đó chính là... À, Lá Phi, xin chúc mừng. Hay không bằng hên rồi đó chị ơi. Nam Phi là quốc gia có nhiều thủ đô nhất trên thế giới với 3 thủ đô cùng tồn tại, đó là Pretoria, thủ đô hành chính, Cape Town là thủ đô lập pháp, và Bloemfontein có nghĩa là thủ đô tư pháp. Đi một ngày đàn học một sàn khô, đúng không ạ? Chúng ta có được thêm 1,5 triệu nữa. Xin mời ô số 4 mở. 1, 2, 3. Các bạn chọn ô số mấy? Dạ số 3 ạ. 30 giây dành cho hai chị em. Tại sao loài mèo sử dụng 30% quãng đời của mình để liếm bộ lông? A. Hấp thụ vitamin D. B. Mèo đẹp điệu đà. C. Loại bỏ vi khuẩn trên bộ lông. Và D. Cân bằng thân nhiệt. Hết. Cái mà cân bằng thân nhiệt là loại nè. Cái đẹp điệu đà là loại nè. Còn vi khuẩn cũng thấy không hợp lý. Tại vì loại bỏ vi khuẩn mà liếm liếm như vậy thì là vi khuẩn trực tiếp vô cái miệng thì lại nuốt cho bụng lại, thì là không hợp lý. Còn con mèo nó thường phơi nắng đúng không, thì lông nó sẽ có những cái gì vitamin gì đó. Vitamin D, D vitamin. Không, phải D. phải hấp thụ vitamin D. Chứ đừng có D là đáp án D đó. Hấp thụ vitamin D đó là đáp án A nha chị gái. Dạ đúng rồi. Ta hết giờ áp lực quá. Và đáp án của chúng ta câu số 3 đó chính là hấp thụ vitamin D. Tuyệt vời. Chúng ta đã có được 1,5 triệu. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với ô số 3. Mở. Nhìn là con này là biết con gì nữa ha. Hình nó giống cái hình ở dưới. Bây giờ là ô số 1 và ô số 2. Mời hai chị em nè. Dạ câu số 2 ạ. Câu số 2. Đây là câu hỏi về một nhân vật. 30 giây bắt đầu. Người đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1973 nhưng từ chối nhận là ai? A. Lê Đức Thọ. B. Henry Kissinger. C. Martin Luther King. Và D. Nguyễn Hữu Thọ. Hết. Lê Đức Thọ, Nguyễn Hữu Thọ, Nobel Hòa Bình 1973. 73. Là người Việt Nam đó. Em chỉ biết là Lê Đức Thọ là ở Gò Vấp, còn Nguyễn Hữu Thọ là ở quận 7 thôi à. Đáp án, Lê lên. Hả? Trời ơi, Lê đi, trùng hỏi chị đi. Lê Đức Thọ đi. Lê Đức Thọ. Trời ơi, tới còn 2 giây cuối cùng mà nó còn bảo là Lê Đức Thọ ở Gò Vấp và Nguyễn Hữu Thọ ở quận 7. Đáp án chính xác của chúng tôi chính là... Chị Đức ơi. Chị Đức ơi. Thôi dạ con cảm ơn ông. Dạ. Ôi giờ nói chuyện luôn. Dạ. Đồng chí Lê Đức Thọ đã được trao tặng giải Nobel năm 1973 cùng với Henry Kissinger vì thương thảo thành công Hiệp định Paris lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nhưng ông từ chối nhận giải với lý do hòa bình vẫn chưa thực sự lập lại. Và như vậy đó là một đáp án chính xác. 12,5 triệu cộng 1,5 triệu chúng ta có được là 14 triệu. Xin chúc mừng. Hình ảnh của ô số 2 mở. Đó chính là cái thân mình của cái con này nè. Nhưng mà còn ô này nó là cái gì không hình dung được. Không hình dung được thì bây giờ mở ra mới hình dung. Câu số 1. 30 giây bắt đầu. Loài động vật nào có thể lộn ngược dạ dày của mình từ trong ra ngoài? A. Bạch tuộc. B. Sao biển. C. Sứa. D. Con nghêu. Hết. Con này khó lắm luôn á. Suy luận. Con nghêu là không phải rồi. Con bạch tuộc nó chỉ phun ra thôi. Nó có 9 trái tim chứ nó không có thể nào lộn ngược dạ dày được. Hết giờ chị. Em còn gì nữa vậy? Con sao biển. Sao biển. Sao biển. Ôi sao biển. Sao biển thôi à chị. Chị chế thêm nữa à. Sao biển. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đáp án chính xác của chúng tôi, đó chính là
Sao Biển, xin chúc mừng. Chia sẻ một chút với cả nhà, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trong sao Biển có một loại phân tử có vai trò kích hoạt tín hiệu co bóp và rút lại dạ dày. Điều này sẽ cho phép sao Biển có thể ăn được những loại thức ăn có kích thước lớn hơn chúng rất nhiều bằng cách là đưa dạ dày ra khỏi miệng và tiêu hóa thức ăn cho đến khi chúng biến thành chất lỏng rồi mới đưa dạ dày lại vào bên trong. Hai chị em đã từng gặp con sao Biển chưa? Dạ rồi ạ. Vâng, nó thường hay ở những cái vùng nước sạch á, nằm ở trên cái cát trắng, ví dụ như là đi Phú Quốc á, các bạn sẽ đến một cái nơi mà có rất là nhiều sao biển luôn. Cộng 1.500.000 chúng ta có được 15.500.000 đồng. Xin chúc mừng. Số 1, mở. Hả? À, biết rồi. Đom đóm hả? Câu hỏi như sau, 10 giây dành cho câu trả lời. Đây là loài động vật nào? Hết. Đom đóm. Con đom đóm, đúng không ạ? Dạ. Và thưa quý vị, đó là một đáp án chính xác. Thưa quý vị, đom đóm. Dựa vào đâu mà các bạn nghĩ đó là đom đóm? Cái phần đuôi của nó phát sáng. Hồi nãy giờ chưa có cái hình đó, hồi nãy hai chị em rất là lưỡng lự, không hiểu đây là con gì luôn. Nhưng mà có cái đó rồi thì có thể là rõ ràng hơn chị hả? Hai chị em hãy cho chúng tôi biết một chút về con đom đóm. Dạ, ban đêm thì bạn ấy sẽ phát sáng khi mà bay một đàn trong ban đêm rất là đẹp. Ngày xưa ông Mạc Đĩnh Chi bắt đom đóm để học, bởi vì nhà ông nghèo không có tiền mua dầu để đốt đèn, cho nên là ông thì bắt đom đóm vô cái lọ vậy phải không chị? Bỏ vào cái trứng, bỏ vào trứng. Vỏ trứng. Trời ơi, vừa đẹp mà vừa giỏi nữa ta. Cảm ơn Khang. Thưa quý vị, với câu trả lời vừa rồi, các bạn ấy đã có được 16.500.000 đồng. Xin chúc mừng. Hai chị em chơi rất là nhẹ nhàng mà cứ từ từ gặt tiền. Nãy giờ cô thấy hai người, cô thấy thì sao cô? Ổn không? Ổn, rất vui. Mà sao mặt cô có vẻ hơi trăn trở, cô đang suy nghĩ gì nè? Rồi bé nhà không biết có ai cho ăn không? Trời ơi, thương quá. Tí xíu nữa, một tí nữa là xong nha. Như vậy là chúng tôi xin được chúc mừng các bạn của chúng ta. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước đến với vòng 3 của chương trình Chơi Phải Thắng. Vòng này có 9 ô nhưng chỉ trả lời 6 ô, còn 3 ô còn lại sẽ giấu đi. Chúng ta có hai hình thức. Một là chọn gửi tiền vào ngân hàng, và hai là không gửi tiền vào ngân hàng. Gửi tiền vào ngân hàng, số tiền của chúng ta sẽ được bảo toàn. Các bạn sẽ có lợi tức mở 2 ô bất kỳ trong số 9 ô số của chúng tôi. Và chúng ta sẽ vay tiền của ngân hàng để chơi bằng cách quay 2 lần. Và sau khi mà chúng ta chơi xong, chúng ta sẽ quay 2 lượt đó để chúng ta trả lại cái số tiền. Còn nếu như chúng ta lựa chọn là không gửi tiền vào ngân hàng thì như thế nào? Sẽ có một ô đặc biệt, bất kỳ trả lời đúng quay thì các bạn được gấp đôi cái số tiền. Trả lời sai các bạn sẽ bị trừ gấp đôi cái số tiền đó. Trả lời đúng bức tranh đã được xáo trộn một cách ngẫu nhiên được cộng thêm 1.500.000. Thôi bây giờ mình biểu quyết giống như hồi nãy đi. Có bạn nào chọn gửi tiền ngân hàng không? Ôi, bây giờ lại ngược lại với hồi nãy nha. Còn nếu không gửi tiền? Chọn không. Ủa? Một cánh tay nào luôn. 2, 3, dạ đếm được luôn ạ. Vẫn còn đếm được. Khán giả họ không thi cho nên họ không bị áp lực. Chỉ có mình thi mình mới bị áp lực thôi. Vậy quyết định của các bạn là có gửi hay không gửi nè. Dạ, gửi. Nhắc đến từ áp lực thì chúng ta nên gửi tiền nữa. Tại vì khi mà vòng này mà mình không gửi tiền thì rất là mạo hiểm. Mình khó khăn lắm mới có được 16.500.000. Cho nên là để không bị áp lực thì mình nên gửi tiền. Dạ đúng rồi, hơi nên gửi tiền, dạ. Đồng ý. Và như vậy các bạn sẽ bị trừ đi 5% phí dịch vụ, 825.000 đồng. Còn lại là 15.675.000. Nếu đồng ý với con số này, xin mời bấm chọn. Thưa quý vị, gửi tiền vào ngân hàng. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng cấp vốn dành cho hai chị em. Chị chán em để có vốn để chơi nè. 2.000.000 nắm đâu vậy? Cái gì vậy? Để hết coi. Tìm gì vậy? 2.000.000 thứ bảy. Hai. Ở đây, bên này nè chị, bên này nè chị. Đây đây, 2.000.000 đây, 2.000.000 đây, 2.000.000 đây. Rồi, ok. Ủa? Màu xanh này 2.000.000 nè. 3, 2, 1, quay. 2.000.000. 1.500.000. Cũng được, ok. Cũng được, an ủi nha. Rồi, bây giờ thím chính nè. 3, 2, 1, quay. 2.000.000 1.000.000 rồi chị. 1.000.000 rồi chị. 1.500.000 cộng 1.000.000 là chúng ta có 2.500.000. Mời hai chị em về chỗ thi. Wow. Chúng ta sẽ lựa chọn ô số mà chúng mình yêu thích nhất nè. Hồi nãy là bắt đầu từ đầu, ra bài vòng 2 là bắt đầu từ dưới. Vậy mình ở chọn ở giữa. Dạ. Yeah. Số 5 ạ. Số 5, một câu hỏi thiên về lĩnh vực văn học. 30 giây để trả lời bắt đầu. Bộ phim Đừng Đốn của nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh
lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học nào hết? Trời ơi. Đừng đốt của Đặng Nhật Minh lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học nào? Đừng đốt Đặng Thùy Trâm. Nhật ký của Đặng Thùy Trâm. Đặng Thùy Trâm. Đặng Thùy Trâm. Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Liệu đó có phải là một đáp án chính xác hay không? Ô số 5. Mở. Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Với câu trả lời chính xác vừa rồi thì hai chị em của chúng ta được quay số qua đây. Chị hơn hơn em. Trời ơi, áp lực nữa. Ừ. 3, 2, 1, quay. Nguyên Khang tốt bụng. Đọc câu thằng chú ra 2 triệu liền luôn á. Ôi, nó... Nguyên Khang tốt bụng. Ê, nó nghe nè, bình thường mình có nét diễn giả trân gì không? Không có. Trời đâu. Thưa quý vị, trái tim á. Đây đây, quay là phải quay một vòng cơ. Ủa là đâu có nói quay một vòng, nó là quay thôi mà người ta quay lực bao nhiêu là đó là việc của người ta chứ. Đâu có ghi cái chữ là quay một vòng hay là nửa vòng hay là một phần tư vòng đâu. Đúng không khán giả? Đó, thấy không? Thể theo lời yêu cầu của khán giả, Khánh quay lại. 3, 2, 1, quay. 2 triệu, 2 triệu, 2 triệu, 2 triệu, 2 triệu, 2 triệu, 2 triệu. 1 triệu, 1 triệu. Được triệu. Rồi thưa quý vị, như vậy là chúng ta được cộng 1 triệu, 3 triệu rưỡi. Xin chúc mừng. Tôi không hiểu sao Lê Khánh lại có thể có được một cái action tự diễn, tự biên kịch và tự đạo diễn cho phần dàn dựng của mình rồi cả phần tự tương tác luôn. Dạ. Quá Khánh. Lâu rồi đời mình cũng quen. Dạ. Lâu rồi rồi mình cũng quen. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh này, số 5, chọn. Dạ. Cái mô hình quá. Chưa biết được đúng không ạ? Dạ không. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ô tiếp theo. Chúng ta sẽ mở 6 ô mà hồi nãy các bạn còn được tặng 2 ô bất kỳ nữa. Bây giờ các bạn muốn mở 2 ô bất kỳ không? Dạ. Hay muốn. Là muốn lựa chọn? Dạ muốn ạ. Rồi xin mời các bạn. 2 đi chị. Số 2 nha. Dạ. Số 2 mở. Hả? Y chang. Ủa, nha. Cái gì kì? Ủa, sao y chang? Tiếp tục. Ủa, sao giống nhân bản lên. Hay số 7 đi chị ha. Ờ ok. Số 7 mở. À nhìn thấy rõ rõ hơn rồi. À. Đúng không? Hiểu rồi ha. Chúng ta thi tiếp. Các bạn sẽ chọn số mấy? Số 9 đi. Dạ số 9. Số 9. Trời ơi. Câu này là một câu khó. Khó hả? Vâng. Câu này liên quan đến lĩnh vực lịch sử. Câu hỏi như sau, 30 giây bắt đầu. Năm bao nhiêu được gọi là năm châu Phi? Hết. Hả? Hả? Năm bao nhiêu được gọi là năm châu Phi? Năm bao nhiêu được gọi là năm châu... Ủa gì kỳ vậy? Tại vì á, có những năm châu Phi bị đô hộ. Cho nên là khi những cái nước người ta vùng lên, người ta giành được độc lập thì cái năm đó người ta gọi là năm châu Phi. Dạ, năm 1981, tại vì đó là năm sinh của Khánh. 1981 không thể đâu. Năm Khánh ra đời chưa chắc là năm mà châu Phi đã thoát khỏi ách nô lệ. Nhiều khi họ đã thoát khỏi ách nô lệ từ nhiều năm trước rồi. Đúng rồi. Và đáp án chính xác của chúng tôi chính là... Trời năm ơi! 1960. Năm này là năm sinh của mẹ tôi à. Tôi biết vậy, tôi nói năm sinh của mẹ tôi là đúng rồi. Ai biết nói năm sinh của tôi chứ. Tôi đừng nói năm sinh của tôi hả? Ủa vậy? Trời ơi. Thưa quý vị, năm 1960 được gọi là năm châu Phi bởi vì có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập, như là Đông Cameroon năm 1960, Togo cũng năm 1960 nè, Madagascar, Somali, Dahomey, Niger. Tất cả các nước châu Phi này đứng lên để giành độc lập tự do. Trời tức đó. Quá, nói năm mẹ tôi sinh là trúng rồi, tức quá. Rồi, hết tức chưa? Vẫn còn tức. Qua đây quay. Em quay đi, em xui, em đi, em xui, em đi, em xui, em quay cái nào số thấp 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 thôi. Thôi, chị nói vậy mà em cũng tin được hả? Có người của em không, á em xui cái này chị được. Chị nói em là con người xui xẻo đó, em hiểu Ủa, không? Ủa anh, em xui trong trường hợp này là em rất hợp lý nha. Em xui vô cái ô 500 xui nha. Lần này xui được nè Vi. Quay, cái này bị trừ nè. À. Thôi, hồi nãy được nhiêu, giờ trả lại nhiêu nha chị. Mấy đứa nhỏ la quá là tưởng vô 2 triệu. Xếp xếp vô 2 triệu rồi đó. Xếp vô 2 triệu được. Chúng ta còn lại là 2 triệu rưỡi, là bằng với số tiền vay vốn trước đó. Ô vừa rồi đã bị tô đen thui. Chúng ta mở ô tiếp theo, xin mời. Dạ số 8 ạ. Số 8. Đây là một câu hỏi liên quan đến lĩnh vực giao thông. 30 giây bắt đầu. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên phải hay bên trái? Hết. Cái gì? Đọc lại, đọc lại, đọc lại. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên phải hay bên trái? Hết. Không hình dung được. Cái vòng xuyến nè, vòng xuyến nè, giao nhau đi. Ưu tiên cho bên phải. Ưu tiên bên phải lên đây đúng không? Bên phải. Hướng bên phải qua hay là thường là cái đường ngoài á? Bên trái, bên trái, bên trái, bên trái. Hết giờ. Bên trái. Chị em cua gắt quá.
Chị em khua gắt quá. Khua gắt dễ sợ. Biết đâu đúng không à? Trời ơi, người có những lúc phút 89 mà còn nằm lên lịch sử mà. Chúng ta sẽ cùng xem coi đáp án chính xác của chúng ta đó chính là... Bên trái. Bên trái. Chị ơi. Trời ơi, chị hay quá. Chị cua vậy được hợp lý nha. Chúc chị cua vậy được nha. Hợp lý nha. Đơn quay. Giản thôi, tại vì á nếu như á mà bên phải thì đơn giản quá đúng không? Người ta đâu có hỏi mình làm gì, mình phải bẻ ngược lại tình thế mình mới trúng. Vừa đi bảo vừa giải thích mà đến đây là hết câu giải thích luôn, hay quá. Hay không? Rồi bây giờ hai nè, mấy 2,5 triệu nè. Bây giờ quay sao cho 2 triệu coi, nãy giờ chưa được 2 triệu bây giờ nè. 3 2 1 quay. 2 triệu. 2 triệu, 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 2 triệu. Trời ơi. 1,5 triệu, ok thôi cũng được rồi ha. 1,5 triệu. Họ đã được 4 triệu đồng, xin chúc mừng. Mở ô số 8. Mở. Tôi nghĩ cũng là cảnh của sông núi. À đúng, chính xác rồi. Bây giờ chúng ta chọn ô số mấy nè? 6 đi. Số 6 à? Dạ. Câu này hơi khó nha. Câu này thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ. Và hỏi về sự kiện, nhân vật. 30 giây bắt đầu. Máy ATM, một thiết bị rút tiền được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, là phát minh của ai? Hết. Ai phát minh là không nhớ luôn mà chắc ai chắn. Ai nước nào? Bật mí, đó là một chàng trai Việt Nam. Cái gì? Một Vietnamese. Một người Việt luôn. Mà đọc tên hả? Phải nói tên hả? Đúng rồi, đó là ai? Trời ơi, Nguyễn Tuấn Khải. Tên chồng tôi. Tên chồng tôi. Tên chồng tôi. Duyên giác dễ sợ. Hồi nãy là sinh nhật của Khánh, rồi bây giờ tới một phần thi của Khánh mà giới thiệu nguyên cả gia đình luôn đó nha. Thưa quý vị, Nguyễn Tuấn Khải có phải là một đáp án chính xác hay không? Đó rồi, chính là... Lỡ trùng tên đúng một cái em xỉu liền nha. Không phải, thưa quý vị, rất tiếc. Đó chính là Đỗ Đức Cường. Giỏi. Một người Việt đang làm việc tại Mỹ. Nhưng mà phải thật sự là ngưỡng mộ đúng không ạ? Tự hào, tự hào. Rất tiếc là đáp án vừa rồi của Lê Khánh không chính xác. Cũng là người Việt đó nhưng mà khác cái tên thôi. Đúng rồi. Ngộ ghê. Ngộ ghê. Vậy cho phân nửa điểm được không? Thôi thôi thôi, để em quay cho em xui hơn. 3 2 1 quay. Hồi nãy giờ em đi cái số 1 triệu nó thích em lắm nha. Em 1 triệu hoài luôn á. 4 triệu trừ 1 triệu chúng ta còn 3 triệu. Còn 3 triệu. Xin mời. Ô này đã bị tối đen rồi, ú chà chà. Chúng ta chỉ còn có 2 ô nữa thôi. Dạ, số 1 ạ. Số 1. Trời ơi, câu này dễ lắm. Dễ hả? Dễ lắm luôn. 30 giây bắt đầu. Ba bạn A, B, C có số tuổi khác nhau. Biết A không phải là người ít tuổi nhất và B nhiều tuổi hơn A. Vậy người nhiều tuổi nhất là ai? Hết. Lặp lại giùm Khanh. B. A, B, C số tuổi khác nhau. A không phải là người ít tuổi nhất và B nhiều tuổi hơn A. Vậy người nhiều tuổi nhất là ai? Hết. Ờ, B. B. Tại vì ít tuổi nhất tức là đã hơn một người còn lại, là ở giữa rồi. Nhưng mà B thì lại cao tuổi hơn A thì chắc chắn B phải là cao tuổi nhất rồi. Vâng, đó là đáp án hợp lý. Và đáp án chính xác của chúng tôi đó chính là bạn B. Đúng không ạ? Chính xác bạn B, xin chúc mừng. Vy ơi, với một câu trả lời thông minh như vậy, em lại xinh đẹp nữa, em ra quay đi. Quay đi cưng, 2 triệu cho chị nha. Rồi được rồi. Thử nha, giờ có thoát khỏi cái số 1. À thôi, hai, à thôi được rồi. Ủa là sao, em đang nói gì không, vậy? Em vừa định nói là cho em thoát khỏi cái số 1 triệu à. Em định nói là nếu mà như vậy nó qua số 500 là chết. 2, 3, vô. Một triệu. Đời em là 1 triệu thôi kìa. Yeah, yeah. Và bây giờ là ô số 1. Mở. Số 3 và số 4 các bạn thích số mấy? Số 3 nha. Dạ. Dạ số 3 à? Giữa số 3 và số 4 thì số 3 dễ hơn. Vậy hả? Dễ hơn. 30 giây dành cho các bạn như sau. Khi chơi trò chi chi chành chành, một người đứng xòe bàn tay ra, các người khác giơ một ngón tay trỏ ra đặt vào lòng bàn tay người đó. Người đó đọc nhanh câu gì? Hết. Chi chi chành chành, trái chanh khói lửa. Đúng trái không? Trái chanh thổi lửa. Trái chanh thổi lửa. Con ngựa Đức Cương, ba vương ngũ đế. Bắt gì? Bắt ghế đi tìm phải không? Bắt ghế đế đi tìm. Bắt đế đi tìm. Bắt đế đi tìm. Ì à ì ạch. Ngồi thập xuống đây. U à u ạch hả? U à u ạch. Ngồi thập xuống đây. Chi chi chành chành hết.
chúng ta đọc lại lần nữa đi ạ. Chi chi chành chành, trái chanh hỏi lửa, con ngựa đức cương, ba dương ngủ đế, bắt ghế đi tìm, ùa ù ạch ngồi. Ùa ù ạch được rồi, hết rồi. Rồi, tới đó là hết rồi. Và thưa quý vị, với đáp án vừa rồi không cần phải hiện ra nữa, bởi vì đó là một đáp án chính xác, xin chúc mừng. Wow, hay quá Phi ơi. Thưa quý vị, thật ra thì cái bảng này nó có rất là nhiều cái phiên bản khác nhau. Ví dụ như là chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa chết trương, ba vương ngũ đế, chấp dế đi tìm ù ào ạp. Nhưng mà qua miền Nam của mình chơi thì chúng ta hay nói là chi chi chành chành, trái chanh thổi lửa, con ngựa chết trương, ba dương ngũ đế, bắt dế đi tìm, ù à ù ấp. Ví dụ như vậy thì, nhưng mà cái phiên bản của Tường Vi là một phương án chính xác, chúng ta cũng hay thường dùng trong cuộc sống, cho nên chúng tôi chấp nhận. Chúng ta còn hai lượt kiếm tiền nữa, một lượt quay này và một lượt đáng hình nền của chúng tôi. Mời hai chị em quay số, chúng ta đang có 4 triệu. Em nữ hoàng, nữ hoàng 1 triệu của chúng ta. Em cộng sẵn 1 triệu với là 5 triệu luôn rồi đó. 4 triệu, 3, 2, 1. Quay, cố lên nha, 2 triệu nha. Nữ hoàng 1 triệu quý vị à. Nữ hoàng 1 triệu. Hay quá Phi ơi. Quay cái gì cũng 1 triệu giả sợ đi. Không tin được luôn. Em là người phụ nữ kiên định lắm á. 4 triệu còn 1 triệu là 5 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ mở hình số 3 đi nha. Hình số 3 mở. Và bây giờ trả lời đúng sẽ được 1.500.000 đồng. Câu hỏi của chúng ta 10 giây đưa ra đáp án như sau. Đây là quần đảo nào ở nước ta? Hết. Vịnh Hạ Long. Dạ là Vịnh Hạ Long. Không phải. Không phải hả? Quần đảo nào của nước ta? Và đó là đáp án chưa chính xác. Thưa quý vị, ủa sao em nhìn cái eo núi kia em thấy giống lắm mà. Nó cũng giống Vịnh Hạ Long, nhưng mà nó là một cái địa điểm khác ở Hải Phòng. Trời. Và đó chính là Cát Bà. Em chưa đi Hải Phòng. Rất tiếc. Thưa quý vị, Vịnh Hạ Long người ta không có những cái bè nhỏ này nhiều đâu. Mà chủ yếu nó là những cái thuyền tàu gỗ để dành cho công việc du lịch. Còn ở đây là người ta nuôi rất là nhiều cái loại hải sản, cho nên ở đây chính là Cát Bà. Mặc dù không giành được đáp án chính xác, nhưng mà hai chị em của chúng ta đã có được số điểm khá là tốt. Đó chính là 5 triệu đồng đã đến lúc chúng ta sẽ trả nợ lại cho ngân hàng. Đi chơi chi cho vậy là cái bài này là không... Hồi nãy là mượn ngân hàng 2 lần. Bây giờ chúng ta sẽ quay 2 lần lại trả nợ. 500 là ổn nha. Trời ơi. Trời ơi, còn lại 3 triệu rưỡi, xin mời Tường Vy tiếp tục. Áp lực cho em. Trường triệu đó là 2 triệu rưỡi đó chị. 3, 2, 1, quay. Em được lên giá rồi chị. Một mà không đúng lúc. Không đúng lúc chút nào. 3 triệu rưỡi trừ 1 triệu rưỡi, chúng ta còn lại là 2 triệu. 2 à? Triệu. Trước đó thì họ đã gửi ngân hàng số tiền là 15.675.000 và thi được 2 triệu đồng, cho nên tổng số tiền cuối cùng là 17.675.000. Xin chúc mừng. Dạ, và xin mời nhân vật của chúng ta lên sân khấu để nhận món quà này. Xin mời cô và xin mời em. Thưa quý vị, món quà mà cô nhận được ngày hôm nay là 17.675.000. Chưa kể số tiền mà Lê Khánh đã dành trước đó là 20 triệu. Cô ơi, nãy giờ thấy mọi người thi thì cô thấy làm sao, cô cảm nhận thế nào? Thấy vui mà mừng nữa. Dạ, chúc mừng cô và gia đình à. Trước hết cũng thay mặt gia đình, các em, mấy cháu nó cũng cảm ơn các nghệ sĩ Lê Khánh và Tường Vy và Khang gì đó cũng cảm ơn nữa, cũng không ngại đường xá xa xôi để đến đây chia sẻ và giúp đỡ cho gia đình để vượt qua khó khăn. Dạ. Dạ, con nghĩ vậy nè, bây giờ cái chân của cô nó đang bị đau quá, cho nên cô ưu tiên cô đi chữa cái chân trước đi. Trị bệnh cho cô xong, cô mừng mong sao cô sau này có sức khỏe để cô lo cho hai đứa bệnh nhà nữa. Rồi còn dư số nhỏ nhỏ để cô làm cái xe trà đá hay gì đó, ngồi chỗ bán kiếm đồng ra đồng vô, sao có thu nhập để lo cho Út nó đi học thêm, chứ tuổi nó tuổi ăn học, cô thấy nó ở nhà vậy cô cũng đau lắm. Cố gắng em nha, thay mặt chương trình gửi một lời cảm ơn đến hai nữ nghệ sĩ ngày hôm nay, bởi vì họ chơi quá là nhiệt tình và họ mang đến một món quà rất là tuyệt vời. Xin mời
hai nghệ sĩ. Thưa quý vị, số tiền mà họ nhận được là 17.675.000. Và thêm một món quà trước đó từ nghệ sĩ Lê Khánh đó là 20 triệu nữa. Như vậy chúng ta có là 37.675.000. Xin được cảm ơn Lê Khánh, cảm ơn Tường Vi. Cảm ơn Lê Khánh, cảm ơn Tường Vi. Cảm ơn Khánh rất là nhiều nha. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Và em cũng cố gắng hơn thật là nhiều để giúp đỡ mẹ nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Chơi Phải Thắng. Và hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng tiếp theo vào lúc 21 giờ thứ ba hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ hôm sau trên truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện với sự đồng hành của Thép Hòa Phát. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khép lại tập 13 Chơi Phải Thắng là niềm hạnh phúc vỡ òa của cô Thu khi nhận được món quà đặc biệt từ nghệ sĩ Lê Khánh và nghệ sĩ Tường Vi. Chơi Phải Thắng tập 14 sẽ đem đến câu chuyện và những cung bậc cảm xúc như thế nào đây? Đón xem tập 14 chương trình Chơi Phải Thắng được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.